Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay tôi xin được gặp lại các mẹ trong chương trình Hãy để Kíp La Da giúp bạn. Các mẹ thân mến, sữa bột Meiji không còn gì xa lạ đối với các chị em cũng như là các mẹ khi dùng các sản phẩm sữa bột của Nhật Bản dành cho bé yêu. Sữa bột Meiji cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu cho nhu cầu phát triển của bé trong giai đoạn đầu đời cũng như là trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển. Sữa cung cấp DHA, ALA giúp phát triển thị lực cũng như là các tế bào thần kinh. Sữa giúp bổ sung omega 3, omega 6, taurin và taurin giúp cho hệ miễn dịch của bé phát triển một cách đồng đều và tối ưu. Ngoài ra, sữa cung cấp hàm lượng vitamin cũng như là canxi giúp bé có thể hoàn thiện được hệ xương, răng cũng như là đạt chiều cao một cách tối ưu và hợp lý nhất. Trước đây khi mẹ rất lo ngại khi mỗi lần đi ra ngoài phải mang cho bé một hộp sữa to bên cạnh như thế rất cồng kềnh. Nhưng hiện nay, sữa bột Meiji đã cho ra đời dạng thanh với chất liệu tương đương nhưng được thiết kế với dạng nhỏ gọn và thuận tiện cho mẹ khi mang đi xa cũng như là khi pha chế sữa cho bé. Tuy nhiên, trên mẫu mã của hộp sữa hầu như đều là tiếng Nhật, khiến cho nhiều mẹ băn khoăn lo lắng khi pha sữa cho con một cách chính xác. Hôm nay, Kíp La Da sẽ giúp mẹ giải tỏa được nỗi lo lắng đó, đó là hướng dẫn cho mẹ cách pha chi tiết về dòng sữa bột Meiji số 0 dành cho các bé từ 0 đến 1 tuổi dạng thanh, rất là tiện dụng. Để tiến hành pha sữa thì trước khi pha sữa cho bé thì các mẹ nên rửa tay bằng xà phòng. Đối với các dụng cụ pha sữa thì các mẹ nên tiệt trùng qua nước đun sôi ở 3 đến 5 phút hoặc là có thể sử dụng các máy tiệt trùng chuyên dụng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất cho bé. Tiến hành pha sữa thì các mẹ chuẩn bị sữa bột cho bé. Các mẹ có thể chuẩn bị lượng sữa được các chuyên gia dinh dưỡng của ngành Meiji hướng dẫn trực tiếp trên bao bì của sản phẩm. Đối với mỗi hộp sữa Meiji số 0 này thì sẽ gồm 24 gói và mỗi gói sẽ tương đương với 27g. Trong mỗi gói sẽ bao gồm 5 viên và mỗi viên thì các mẹ pha với 40ml nước ở 70 độ C. Các mẹ chú ý là nên pha đúng liều lượng cũng như là nhiệt độ của nước vì như thế sẽ đảm bảo lượng chất tối ưu, chất dinh dưỡng tối ưu mà bé hấp thụ được một cách tối đa nhất. Đối với các bé từ 0 đến nửa tháng tuổi thì các mẹ dùng 2 viên pha với 80ml nước và cho bé uống 7 lần trong một ngày. Đối với các bé từ nửa tháng đến 1 tháng thì các mẹ dùng 2 viên pha với 80ml nước hoặc có thể dùng 3 viên pha với 120ml nước nếu bé có nhu cầu cao hơn và pha với 7 lần trong một ngày. Đối với các bé từ 1 đến 3 tháng tuổi thì các mẹ dùng có thể từ 3 viên và pha với 120ml nước hoặc có thể dùng 4 viên pha với 160ml nước và cho bé uống 6 lần trong một ngày. Đối với các bé từ 3 cho đến 1 tuổi thì các mẹ có thể dùng 5 viên mỗi lần pha và pha với 200ml nước. Đối với trong độ tuổi này thì các mẹ có thể tùy ý điều chỉnh, có thể cho bé uống thêm 1 hoặc 2 lần tùy vào chế độ dinh dưỡng cũng như là khả năng hấp thu của bé. Sau khi đã chuẩn bị xong lượng nước cũng như là lượng sữa bột cần thiết thì các mẹ cho vào dụng cụ pha sữa, sau đó dùng thìa khuấy đều hoặc là nếu cho vào bình sữa thì các mẹ có thể lắc nhẹ đến khi sữa tan hoàn toàn thì có thể cho bé uống. Các mẹ chú ý là nên kiểm tra nhiệt độ của sữa trong bình bằng cách nhỏ một vài giọt sữa lên cổ tay khi nhiệt độ vừa ấm với nhiệt độ cơ thể khoảng 37-38 độ C thì lúc đấy các mẹ có thể cho bé uống. Một cách mà các mẹ có thể nhanh làm nguội sữa trong bình bằng cách là để bình sữa đã pha với dòng nước hoặc có thể ngâm bình sữa vào trong nước lạnh để sữa có thể làm nguội nhanh hơn. Và sữa sau khi pha thì các mẹ nên cho bé uống trong vòng từ 1 đến 2 tiếng và không nên để quá lâu vì như thế các chất dinh dưỡng ở trong sữa đã không còn đảm bảo và như thế cũng làm ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa non nớt của bé. Trên đây tôi đã hướng dẫn xong cho các mẹ cách pha sữa bột Meiji dạng thanh số 0 dành cho các bé từ 0 đến 1 tuổi. Rất đơn giản đúng không ạ? Các mẹ hãy nhanh tay pha cho bé một bình sữa thơm ngon, đảm bảo vệ sinh cũng như mang đến cho bé nguồn dinh dưỡng cần thiết nhất để con yêu có thể mau ăn chóng lớn và thông minh hơn. Mọi thắc mắc các mẹ có thể truy cập vào website kipplaza.vn hoặc gọi theo số hotline 1900 6090 để được tư vấn, hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kíp La Da xin cảm ơn và hẹn gặp lại các mẹ.